Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện trong tiểu mục Sống Đẹp. Thưa quý vị, là một nhà giáo, nhà khoa học, nhân vật của chúng tôi sắp kể đến quý vị và các bạn sau đây là người đã kinh qua nhiều cương vị chủ chốt, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt là tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kiến thức của một trong những chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực cơ học vật rắn, vật liệu composite tại Việt Nam và thế giới, ông đã công bố nhiều đầu sách và các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Vâng, và nhà giáo, nhà khoa học mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó chính là giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, người đi tiên phong trong lĩnh vực vật liệu kết cấu tiên tiến tại Việt Nam. Với nhiều học trò và đồng nghiệp, ông là một người chỉn chu, sắc sảo. Còn với bản thân mình thì giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức luôn kiên định một quan niệm: làm khoa học là phải đam mê để mở đường. Đổ đầu kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh của Bộ Đại học, giáo sư Nguyễn Đình Đức được cử sang làm luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov MGU. Tại đây, ông đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ toán lý về các tiêu chuẩn bền mới cho vật liệu composite khi mới 27 tuổi. Công trình này góp phần đưa trường phái vật liệu và kết cấu composite tiên tiến của Việt Nam đến cộng đồng khoa học quốc tế. Năm 1999, khi mới 36 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học và được công nhận cấp bằng phát minh về luật ứng xử của các vật liệu composite 3 pha có cấu trúc không gian 3DM và đã được bầu là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên Nga. Kể từ đó cho tới nay, trong suốt hơn 30 năm qua, các nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức luôn được giới khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao bởi chất lượng khoa học, tính ứng dụng thực tiễn và đặc biệt là tính tiên phong mở đường. Để đạt được những đỉnh cao đó thì phải có một cái nền tảng kiến thức, một cái nền tảng trang bị rất tốt. Thì tôi cho rằng là bản thân tôi là người mà đã được đào tạo những nơi khoa học bài bản, đấy là Đại học Tổng hợp, rồi sau đó là Đại Quốc gia Lomonosov. Đấy là những nơi khoa học hàng đầu, thì nơi đó chính là đào tạo nền tảng cho mình một cái kiến thức tốt về toán học, về công nghệ thông tin, về cơ học vật lý, để cho mình cái tầm nhìn, một cái phương pháp để khi mà có vấn đề mới thì mình đều có thể ứng dụng, tiếp cận để mình giải quyết được. Gần đây, năng lượng xanh, sạch và năng lượng tái tạo là vấn đề được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ông đã nhanh chóng tiếp cận hướng nghiên cứu này, phối hợp thành công với nhóm nghiên cứu về vật lý của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, bổ sung một cách hợp lý các hạt nano để nâng cao tính năng cơ lý của vật liệu nanocomposite hoặc để nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các tấm pin năng lượng mặt trời. Kết quả nghiên cứu của ông và các đồng nghiệp được đăng công bố trên các tạp chí quốc tế ESE mà còn là báo cáo mời tại nhiều hội nghị quốc tế lớn tại Mỹ, Canada và Nhật Bản. Tiếp cận được hướng nghiên cứu hiện đại của thế giới thì đây chính là tôi cho là thế mạnh của nhóm nghiên cứu của tôi. Thì có thể nói là những nghiên cứu của tôi về vật liệu chức năng FGM, về vật liệu austic, vật liệu có cái tính năng đặc biệt đấy, hoặc là về vật liệu như tôi đã nói là tính toán năng lượng gió ngoài khơi, thì đều là những hướng nghiên cứu hiện đại và có tính chất là khai phá, mở đường trong các nghiên cứu, nhóm nghiên cứu ở Việt Nam và đã tiếp cận được những nghiên cứu hiện đại nhất của các nhà khoa học thế giới. Với quan điểm hướng tới những nhà khoa học trẻ, trong hơn 12 năm qua, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức tập trung vào tuyển chọn, dìu dắt những sinh viên đam mê khoa học, đam mê học tập và nghiên cứu khoa học. Khởi đầu với nguồn tài chính và con số 0, nhóm nghiên cứu mạnh về vật liệu và kết cấu tiên tiến của Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2010 cho tới nay đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín. Điều đáng trân trọng là thầy và trò đều thành công với nội lực 100% Made in Việt Nam. Trong điều kiện lúc đầu thiếu thốn về kinh phí, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thành quả này là cơ sở để bộ môn mới công nghệ kỹ thuật xây dựng giao thông được thành lập. Tôi luôn luôn cảm nhận là cái sự truyền cảm hứng từ thầy. Tức là mặc dù là tôi và thầy có những cái hướng nghiên cứu khác nhau một chút, thầy cũng nghiên cứu sâu về cơ học, còn tôi nghiên cứu sâu về cơ đất nền móng, nhưng nó cũng liên quan đến về cơ và kỹ thuật. Có những bài học mà thầy đã truyền cảm hứng cho tôi thực sự giúp tôi cũng trưởng thành hơn. Cái mà thầy Đức được các nhà khoa học trong nước và quốc tế công nhận thì có thể là tầm nhìn của thầy. Cho rằng điều mà trí thức trẻ cần là môi trường làm việc, điều kiện nghiên cứu tốt,
được tuyệt đối tin tưởng và trọng dụng. Giáo sư Nguyễn Đình Đức đã giao phó cho họ nhiều việc lớn, việc khó để thử thách. Thành công thì có nhiều, nhưng khoảng trống mà người trẻ đang thiếu đó chính là sự bền bỉ và kiên trì. Chính vì vậy, người thầy phải là tấm gương say mê khoa học, phải là người truyền cảm hứng và thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học, đam mê sáng tạo để các thế hệ sau có được các nghiên cứu đạt chuẩn mực quốc tế, lại gắn kết chặt chẽ với thực tiễn phát triển của Việt Nam. Với những đóng góp của mình, năm 2022, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2 như một ghi nhận cho thành quả miệt mài của hơn 40 năm làm khoa học và đào tạo. Thưa quý vị, cũng phải nói thêm rằng trong vòng hơn 40 năm qua, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã công bố hơn 300 công trình khoa học. Trong số này có hơn 200 bài trên các tạp chí ISI quốc tế có uy tín. Và trong 3 năm liên tiếp gần đây thì ông luôn xuất hiện trong danh sách 100.000 nhà nghiên cứu có ảnh hưởng, có trích dẫn khoa học lớn nhất trên thế giới. Năm 2021 thì giáo sư xếp ở vị trí 5.949, đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam và xếp thứ 96 thế giới trong lĩnh vực Engineering. Vâng, và những đóng góp của giáo sư Nguyễn Đình Đức mang một ý nghĩa của sự sáng lập, đặt nền tảng vững chắc cho những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao hoàn toàn mới ở Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của mô hình gắn nghiên cứu khoa học, đào tạo với ứng dụng thực tiễn. Và năm 2022, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được xếp hạng thứ 386 trong bảng xếp hạng của thế giới. SCTV, sống động từng giây.